Nếu bạn đã thấy là cái vòng eo của mình đang giảm đi rất là nhiều mỡ rồi. Trong quá trình làm thì mình thấy bụng mình nó mát lạnh, mình không có cảm thấy đau hay là xâm lấn gì cả. Nay thì mình đã có vòng eo con ngọn này, cho nên là mình tự tin, thỏa thích, mình có thể diện những cái bộ cánh mà mình yêu thích, ôm sát cơ thể được. Một lần duy nhất thôi, đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái máy làm lạnh đó đặt lên trên cái vùng bụng của chúng ta, và gần như là nó sẽ siết chặt tất cả các cơ vào để cho cái vùng bụng của chúng ta là nó sẽ định hình lại cho ban đầu nhé mọi người nhá. Ngoài ra là sau khi mà sử dụng xong ấy thì vài tháng sau nữa thì tất cả nó sẽ còn giảm thêm được cân nữa, lúc đấy là cơ của chúng ta nó càng siết chặt được hơn nữa. Em rất là ưng ý với cái liệu trình này nhé mọi người nhá. Và khi mà đã thực hiện cái liệu trình này rồi ấy, thì em thấy rằng là tất cả cái cơ thể thì mình rất là nhẹ nhàng. Ban đầu khi mà ngồi đến đây ấy, thì em mang một cái tâm lý lo lắng, không biết là bây giờ các bác con phải sử dụng cái phương pháp nào để có thể giảm được cái mỡ thừa trên cái cơ thể của em. Nhưng mà chuyên viên ở đây nói rằng là ở đây ấy, thì là họ không sử dụng tất cả những cái như là xâm lấn này, hay là dao kéo này, hay là làm đau chúng ta, mà công nghệ hiện đại bây giờ là không làm cái gì cả, chỉ duy nhất một cái máy làm lạnh vậy thôi mà đã giảm được cân được mọi người ạ. Đó, mọi người có thấy là thần thánh không ạ? Rồi, khi tới đây ấy, thì em cũng cảm thấy rất là ưng ý, bởi vì là các bạn ở đây ấy, rất là nhiệt tình lắm. Khi mà bắt đầu mà mình vào này, mình làm tất cả những cái liệu trình xong ấy, thì là các bạn là rất là quan tâm, là khi mà mình bước chân về các bạn cũng dặn dò mình rất là nhiều thứ, thì mình cảm thấy rất là ưng ý. Rất là bất ngờ luôn ha, thì mọi người cũng có thể thấy là vòng eo của mình nè, chỉ có một lần làm duy nhất thôi nhưng mà nó đã giảm đáng kể rồi. Đặc biệt á, thì cái dịch vụ này là không xâm lấn nên mình cảm thấy là nó không có đau, cũng như là không cần nghỉ dưỡng hay là kỹ cử gì hết, mình có thể làm bình thường thôi, mình vẫn đi làm bình thường. Trời ơi, mình rất là bất ngờ luôn khi mà mình quay lại đây mình kiểm tra vòng eo của mình á, thì chỉ với một lần làm duy nhất thôi mà vòng eo của mình đã giảm được rất là nhiều rồi. Đặc biệt là không đau, không sử dụng dao kéo gì hết, và mình cũng không có thể không nghỉ dưỡng cũng như là mình kiêng cữ gì, mình chỉ vẫn đi làm bình thường thôi. Thì giờ chị qua đây chị cũng cảm ơn đến Mi Vinhai cũng như là cảm ơn tất cả các bạn nhân viên tư vấn ở đây đã tư vấn cho chị rất là nhiệt tình trong thời gian qua. Thì các bạn nào có nhu cầu giảm béo mà sợ đau như mình nè, thì có thể là qua Mi Vinhai để tư vấn và tham khảo dịch vụ ở đây ha. Lần đầu tiên mình đến nhưng mà mình rất là cảm thấy rất là ok và hài lòng. Cảm ơn Mi Vinhai rất là nhiều. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Natchalili là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của Thạc sĩ Kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực.